châu Âu, giống loa cây hoặc loa bow, thì có thể lưu ý mẫu âm ly này anh em nhé. Đây là một con âm ly của dòng Onkyo, nó có thể ghép hay vào những dòng loa đó và giá rất vừa tiền, càng báo giá cho anh em là 2.500.000 đồng thôi, giá rất vừa tiền để nghe nhạc anh em nhé. Mã sản phẩm là Onkyo 812EX, đầy đủ các tính năng cơ bản, lao lướt bắt chép cân loa ở phân khúc bình dân, giá bình dân. Thiết kế vừa phải, 4 sò than, 2 tụ 1 nguồn. Tiếng rất căng. Trong tầm tiền thì đây là một con âm ly khỏe. Trong tầm tiền này có rất nhiều âm ly cổ. Con này thì nó không phải là quá cổ anh em nhé. Nó chỉ là âm ly dòng về sau này, chứ không phải là loại cổ như cửa hàng vẫn hay bán. Nên là nó khá khỏe để anh em nghe nhiều thể loại nha. Còn trong tầm tiền này, nếu bác nào theo dõi kênh YouTube của cửa hàng thì có rất nhiều những mẫu âm ly cổ đã đăng. Công suất tiêu thụ điện 115W, sản xuất tại Nhật, 100V. 8 số series là 3432, đánh AB cộng B. Các đường bám thanh. Góc cạnh cũng như tổng thể con âm ly này là đẹp keng, khỏi bàn về hình thức. Kể cả nội thất zin cho anh em. Hàng bao test. Nếu các bác mua có thời gian test hàng cụ thể. Đây là mặt sau, anh em có thể nhìn rõ, long lanh cạnh tranh luôn. Màu đen thì quay không bao giờ nó nổi bằng màu sáng. Nhưng thực tế là con âm ly này còn rất mới luôn. Nước sơn đẹp, góc cạnh không xước mẻ. Góc cạnh không xước mẻ tí nào. Cửa hàng bán rất rõ ràng anh em nhá, nên là quay rất rõ, miêu tả rõ. Và anh em cùng thưởng thức các chất âm. AB cộng B, lao lướt bát chép đầy đủ. Này chất âm là rất khỏe anh em nhé. Và báo giá chuẩn là 2.500.000 đồng cho anh em. Giá tại cửa hàng, mình ở đâu. Xin chào, hẹn gặp lại.